Xin chào đồng chí. À, chào chị. À, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình không? Em tên là Tĩnh, em ở Hải Dương. Không phải là Đà đâu. Không ạ. Em tên là Tĩnh ạ, à? Em ở Hải Dương. Em đang đóng quân ở đâu nhỉ? Mình giới thiệu cho các bạn này. Em đóng quân ở C14, sư đoàn 325. Năm nay là năm cuối của em rồi đúng không? Sắp ra quân rồi đúng không? Vậy thì với sau khi ra quân thì sẽ có một chiếc thẻ học nghề. Thì em đã dự định là mình sẽ đi học nghề gì chưa? Em cũng chưa biết, có thể giới thiệu qua cho mình. Ok, bên trường dạy nghề Thanh Xuân thì có các ngành nghề là sửa chữa ô tô này, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện nước, điện dân dụng và điện công nghiệp. Đó đều là những cái ngành nghề mà chị nghĩ là rất phù hợp với các bạn nam như em. Thì không biết là em có hứng thú với cái ngành nghề đó không? Thế có cái nghề nào mà em anh chị? Lái máy bay đúng không? Có lái máy bay. Thế em thích lái Boeing hay là Airbus? Em thích lái Airbus. À nhưng mà cho chị hỏi là em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 23 rồi. 23 thì lái được rồi. Nào thích Boeing hay là Airbus, chọn đi nào. Em mà chị là Boeing, em chọn Boeing. Ừ thế chọn đúng rồi đấy, tại vì là chị là Boeing. Đấy, khi mà đi tư vấn thì bọn chị nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn. Nhưng mà câu hỏi mà hỏi được hỏi nhiều nhất đấy là bên trường chị có dạy lái máy bay không? Thì trong video này chị cũng trả lời luôn cho các bạn là bên trường chị có lái máy bay này, xe tăng này, tên lửa này, tàu thủy, tàu ngầm, tất cả các loại lái thì bên trường chị đều đào tạo nhá. Lái xe thì thầy sẽ dạy nhưng mà riêng lái những cái đấy thì bọn chị sẽ dạy nhá. Ok.